Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh. Vâng, bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Và trong ngày hôm nay thì em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc Kia Forte có năm sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên chiếc, một chiếc xe bản đủ máy xăng số sàn. Xin lỗi các bác, là số tự động, động cơ 1.6. Một chiếc xe gia đình, số tự động, phanh đĩa ABS 4 bánh các bác nhé. Một chiếc xe bản đủ thì được trang bị chìa khóa thông minh để lỗ start top, cửa sổ trời. Xe được trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình, để trang bị tận răng rồi. Với mức giá đề xuất là 326 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Mặc là mà đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Vâng, một chiếc xe nhập khẩu thì dòng này đi cực kỳ đầm chắc các bác nhé. Đấy, tôn vỏ dày, động cơ 1.6 thì cũng vừa đủ sử dụng, không tốn nhiều xăng đâu bác. Mang biển kiểm soát 89A 02727, đó, Kia Forte bản SLI. Đấy, số tự động các bác nhé. Xe được trang bị 4 mắt cảm biến, cam lùi, sơn xi zin, sơn xi nguyên bản Kia Forte. $326 triệu đồng, một mẫu xe nhập khẩu số tự động bản đủ. Thống đèn pha lên gầm này rất ok các bác nhé. Kia Forte xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, tay nắm cửa, chìa khóa thông minh các bác này để lỗ start top nhé. Tay nắm cửa Opelok mạ chrome, chân kính về mưa đầy đủ hết, vô lăng còn khá đẹp các bác nhé, tích hợp túi khí trên vô lăng phía bên phụ, cửa sổ trời, chân lý nguyên bản, nội thất ghế da thì màu đen đỏ đen là rất hợp các bác nhé, rất sạch sẽ đẹp đẽ các bác. Forte màn hình Android, điều hòa auto, số zig zag. Đây là bảng tổng, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe. Cam kết với các bác là cột kéo 4 cánh là zin nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Gioăng rất là dày dặn chắc chắn các bạn. Dòng này đi rất là chống ồn, rất là tốt, đi đầm chắc các bạn. Ông bạn là chưa bao giờ đụng đến Calemolet các bạn nhé. Đây là phần tem mác sản xuất 2009 bản đủ, xe bị khá là hiện đại. Tắp ly cánh trước bên lái đây, khá là sạch sẽ này các bạn. Keo chỉ nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Còn là cục số trời. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm vào nút đăng ký kênh hoặc bấm vào nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên các bác nhé. Dòng xe này âm thanh cực kỳ chất lượng. Đấy, khoang để chân này cũng rất là rộng rãi không này. Bốn cổ lốp thì còn khá mới các bác. Lốp này thì chủ xe đã lên lốp cao hơn rồi các bác nhé. Trước
cho nó cao gầm lên các bạn. Rãnh lốp rất là sâu, khoảng 8-90% các bác nhé. Vâng, hiện tại bên em thì cũng vừa hoàn thành xong cái lán nhà để xe cho ô tô, chuẩn bị đón mùa hè đến. Mùa hè thì nắng nóng lắm các bạn. Một chiếc hệ thống mái che cho xe cộ rất là rộng, rất là nhiều xe các bác nhé. Vâng, mùa hè thì việc đi lại khá là bụi bặm và nóng. Một chiếc ô tô thì sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề các bác nhé. Khoang cốp rất rộng các bạn. Sàn xe các bác này rất sạch sẽ, gì nguyên bản, không hề có dấu hiệu sự mục mọt các bác nhé. Lớp sơ cua, hệ thống tròng kích lốp đầy đủ, phần đinh tán mã nước. Cam nùi xịn xò các bác nhé. Cam bẹ các bác này. Xe đang trang bị 4 cảm biến lùi, 4 mắt cảm biến các bác nhé. Thì rất an toàn. Cảm biến lùi, cam lùi SLI. Logo Kia này các bác này. Cánh này keo chỉ nguyên bản theo nhà máy sản xuất, rất sạch sẽ, không hề có dấu hiệu sự mục mọt các bạn. Đặt làm vào đúng chất mẫu xe này, nhanh tay nhấc máy gọi điện cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể mời các bác đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử các bác nhé. Kia Forte. Kia Forte này các bạn này. Đó. Vâng, là chiếc xe này thì được trang bị khá hiện đại. Máy số nổ rất êm các bạn. Số zig zag các bạn hỗ trợ. Trang bị hộp số 4 cấp các bạn này. Chuyển sang bên này có thể các bác chuyển sang bán tự động. Dùng tay các bác nhé, hỗ trợ đồ đèo leo dốc. Với mức giá này thì các bác về chỉ việc đổ xăng thôi, không cần đầu tư thêm bất cứ một khoản phí nào khác. 326 triệu đồng. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất để test các cái chức năng cơ bản của một chiếc xe khi di chuyển trên đường để đảm bảo an toàn các bác nhé. Ta tốt của bạn này thông minh. Máy eco các bác nhé. Máy nổ siêu êm. Xì nha. Phun nước gạt mưa rất đẹp các bạn. Gương cụ xòe, xi nhan tích hợp trên gương. Gương chỉnh rất dễ dàng các bạn. Bản đủ sẽ có cửa sổ trời đấy các bạn này. Đó. Sự là rất hiện đại các bạn. Đó.
Đây là cam hành trình các bác này. Điều chỉnh vô âm lượng trên đấy các bác nhé. Trên vô lăng cam nùi đây các bạn ơi. Đó, cảm biến nùi, cam nùi, điều hòa auto các bạn nhé. Xây kính, xây gương đầy đủ hết các bạn nhé. Xây ghế này, này các bạn này. Bên nước ngoài thì họ thời tiết nó có mùa đông lạnh giá cho nên là người ta có cả xây ghế này các bạn. Trang bị 5 cấp số, hộp số 4 cấp các bạn nhé. B là dừng này, R là lùi này, L là dừng đèn xanh đỏ, D đi này. À, số là số zig zag thì các bác không cần phải bấm ở đâu cả. Chuyển sang đây là bán tự động thôi nhé. Các bác muốn đi số thấp thì các bác gạt về phía sau. Đây là số bán tự động các bác nhé. Đây là có số cao và số thấp. Sẽ ví dụ muốn đi số thấp, leo dốc, đổ dốc, các bác gạt về, gạt về tùy mức mức độ của đường, hoặc các bác khi mới muốn đi đường sóc hoặc là đi muốn số cao hơn một chút thì các bác gạt lên. Còn nếu mà đoạn đường nào mà nó ok không cần phải đi không có dốc hoặc là đổ đèo thì các bác gạt sang đi bình thường. Số zig zag hướng dẫn chỉ đường, trang bị khá hiện đại, màn hình có mạng chỉ đa phương tiện dẫn đường, không sợ lạc, không sợ công an thôi nhé. Điều hòa auto, trên vô lăng thì thích hợp các cái phim bấm vật lý này, rất là tiện lợi. Phần kính với đèn em bao test cho các bác nhé. Gương này, cam hành trình này, cửa sổ trời. Nhưng có một cái gì đó sai sai của nhà sản xuất, là đây là riêng ý kiến của em nhé. Cửa sổ trời mà để đây thì không biết là người ta không muốn cho đứng lên các bạn. Nếu muốn cửa sổ trời mà muốn cho đứng lên thì phải thiết kế lùi lại một chút các bạn. Đây là chỉ để cho nó thoáng thôi, đấy, lấy không khí bên ngoài thôi. Kính này, kính chủ xe vẫn quên để đây các bác nhé. Vâng, sau đây em sẽ tiến vào phần khoang máy cho các bác xem này. Vâng, ở đây là tổng quan tổng thể phần nào khoang máy của chiếc Kia Forte có năm sản xuất 2009, bản đủ máy xăng số tự động, động cơ 1.6 các bác nhé. Máy nổ siêu êm các bác này, máy móc khá là khô ráo sạch sẽ. Phần tai cũng làm sóc, phía dưới kia là cụm chia ABS, ABS thành đĩa 4 bánh thôi nhé, đi cực kỳ an toàn. Nhìn vào sau này các bạn, đây là một chiếc xe 2009 mà nổ như xe mới các bạn. Chủ xe đi rất là giữ xe các bạn. Vâng, với chiếc xe này thì các bác chỉ được cân đối về giá thôi. Xe thì
quá đẹp các bạn. Màu đỏ nổi bật các bác này. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe và cầu bến cửa hàng, một chiếc Kia Forte nhập khẩu nguyên chiếc, có năm sản xuất 2009, máy xăng số tự động, động cơ 1.6, một chiếc xe bản đủ. Đấy, xe bản đủ được trang bị phanh đĩa ABS 4 bánh, chìa khóa thông minh để lộ start top, ghi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, cửa sổ trời. Đó, một trang bị không kém gì dòng xe sang các bác nhé. Với mức giá đề xuất là 326 triệu đồng. Vâng, 326 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào muốn đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho ông Khánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Và các bác, mời các bác đến trực tiếp cửa hàng xem xe, trải nghiệm và lái thử các bác nhé. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành cùng kênh Ô tô cũ Duy Khánh. Chúc bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống có thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.